Truyền ma, chết trong cô độc. Tác giả Bánh Ú, mời quý khán thính giả cùng thưởng thức. Anh đi rồi, anh lại về với Hoa mà, Hoa chịu không? Anh Bốn đang vỗ về chị Hoa khi ngày cuối cùng anh và chị bên nhau, vì qua đến rạng sáng mai thì hai anh chị sẽ xa cách nhau rồi. Rồi đến khi nào anh mới về hả? Chị Hoa nước mắt ròng rã, ôm chặt lấy anh khiến anh bối rối mà không rõ câu trả lời. Anh lại cố an ủi chị và hứa sang bên Lào sẽ gửi thư về cho chị. Chị Hoa cũng đành nín khóc mà xà vào lòng anh, bởi chị biết chị sẽ phải xa cách anh, không biết đến khi nào anh mới trở về với chị đây. Chiếc xe lăn bánh trong sự tiếc nuối và ánh mắt u buồn của chị Hoa dành cho anh. Anh đành ngồi một góc trong đám người đi vượt biên sang Lào, anh không dám nhìn lại đôi mắt ấy. Anh sợ mình sẽ phải mềm lòng mà ở lại. Không, anh phải đi. Anh đi vì gia đình anh còn nợ một khoản tiền rất lớn. Anh đã có ý định lên thành phố làm nhưng không bằng cấp, không có gì cả, nên anh không kiếm được việc và không thể bon chen nơi xa hoa ấy được. Sau một ngày dài, anh cũng đến được nơi anh cần đến. Họ sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người và ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Mới đầu, họ nói là việc rất nhẹ và lương kha khá, nhưng rồi qua đến đây, mọi người lại ngỡ ngàng khi họ phải đi vào tận trong rừng mà cưa cây, vác về cho chủ làm xưởng gỗ và làm nên sản phẩm. Nào có nhẹ nhàng đâu, nào thì lương có cao đâu khi những cây gỗ to trong rừng mà đến 5-6 người thanh niên vác lên vai chẳng nổi. Đến lúc kiểm lâm vào thì phải ôm gỗ chạy thục mạng, còn để mất cây gỗ là về bị đánh đập. Cơm ngày thì 2 bữa, một tháng trợ cấp được vài chục ngàn. Giàu có đâu không thấy, anh Bốn chỉ thấy cực khổ, mệt nhọc và buồn nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ người mình yêu thương. Anh viết một bức thư đầy nỗi nhớ thương cho chị Hoa và một bức về cho bố mẹ già. Nhưng thư của anh không gửi đi được, vì khi chủ của anh nhận 2 tháng lương mồ hôi xương máu của anh để gửi 2 bức thư về nhà, thì hắn lại vứt vào thùng rác mà làm ngơ. Khi được hỏi, hắn bảo là đã gửi rồi, khiến anh Bốn mong đợi mãi. Chị Hoa ở nhà cũng đứng ngồi không yên vì mãi không thấy bức thư anh gửi về cho chị. Chị có xin địa chỉ của anh, nhưng khi thư đến nơi thì nó cũng không thể chuyển đến tay anh được. Chị Hoa thể biết mong chờ. Chị qua lại với bố mẹ anh Bốn như một người con dâu tương lai vậy. Mặc dù bố mẹ có bảo chị rằng thanh xuân của con gái nhanh chóng qua lắm và chị đã 18 tuổi, nên phải nhanh chóng lấy cho mình tấm chồng. Nhưng chị nào chịu đâu, vì con tim chị đã trao cho anh Bốn, và có lẽ suốt đời này chỉ mình anh mà thôi. Còn anh Bốn thì ngày ngày vẫn làm việc cực nhọc, bòn mót từng đồng mà nhanh chóng trở về với gia đình và bạn gái ở quê nhà. Anh chưa ngày nào ngừng suy nghĩ về tình yêu của mình. Hay là Hoa đã phải lòng người con trai khác? Anh vùi mình vào công việc và đêm về ghi chép nhật ký. Anh ghi lại tất cả những gì anh nghĩ và tất cả những gì anh đã phải chịu đựng trong ngày làm việc mệt oải hôm nay. Mẹ thấy là thằng Vũ nó hợp với con lắm đấy. Mẹ của Hoa ngồi mà nói chuyện với con gái mình, vì dạo này anh Vũ hay đến nhà mà biếu bố mẹ Hoa bánh trái và nước sữa. Hoa hơi cau mày mà bảo, sao mẹ lại nói vậy? Mẹ biết con đã có người thương rồi mà. Bà Bảy chép miệng mà than thở, trời ơi, ông đang chọc tôi tức điên phải không? Hoa ơn là Hoa, mẹ đã nói với mày rồi, thằng Bốn nó cũng giống như thằng bội bạc kia ở xóm trên thôi. Có vợ con nhưng khi sang ấy làm thì lại lấy vợ bên đấy. Nó lấy được con gái giàu có mà về xây nhà mới cho bố mẹ nó. Mày thử nghĩ xem, đã 5 năm trời thằng Bốn nó có gửi cho mày được bức thư hay lời nhắn gì không hả? Nó mất tích, bố mẹ nó còn không cần thì mày là thứ gì đây hả con? Tao nói rồi, mày phải lấy chồng trong năm nay. Chị Hoa đứng dậy mà nức nở trả lời, không, con sẽ đợi anh Bốn trở về, anh ấy sẽ trở về mà lấy con làm vợ. Chị quay lưng bỏ đi, để lại bà Bảy buồn bã mà không thể nào khuyên răn được con gái. Sáng nay, chị Hoa cùng mẹ đi chợ mua thức ăn làm dỗ ông nội. Vũ cũng ngang qua, và anh ga lăng xách đồ phụ cho 2 mẹ con. Vũ làm tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm trên tỉnh. Nay anh có công việc ở cái thị xã này nên về làm. Anh đã phải lòng Hoa, một cô gái xinh đẹp và hiền hòa. Anh đã theo Hoa hơn 2 năm nay. Tình cảm Hoa dành cho người đàn ông tên Bốn, anh cũng biết, nhưng anh vẫn theo Hoa. Vì anh tin rằng một ngày nào đó, Hoa sẽ hiểu lòng anh, và nếu như người con trai tên Bốn ấy không về nữa, thì Hoa sẽ là của anh. Hoa cố gắng tránh mặt anh, nhưng cô cũng thấy anh đáng thương nên không có ý định xua đuổi anh vì sợ anh sẽ bị tổn thương. Anh Vũ đã 30 tuổi, anh cũng dành thời gian dài mà chờ đợi một người không yêu mình.
Vài ngày sau, hai mẹ con Hoa nhận được tin bố cô phải đưa vào bệnh viện gấp để cấp cứu. Số là bố cô, ông Bảy, làm nghề xe ôm. Trong một lần chở một người thanh niên đi qua chỗ hoang vắng, ông đã bị hắt ta đâm trọng thương và cướp đi chiếc xe, là thứ tài sản duy nhất gia đình ông Bảy có. Vũ biết tin, anh chạy vội vào thăm ông Bảy và bắt đầu điều tra tên tội phạm ấy. Sau hai ngày, anh đã đích thân bắt giữ nó và trả lại tài sản cho ông Bảy. Về phần tiền chi trả bệnh viện, Vũ đều lo cả. Anh muốn lấy lòng Hoa, và thật sự, Hoa đã mềm lòng mà suy nghĩ về Vũ. Cô nhớ đến bố, chả lẽ anh ta bội bạc đến thế sao chứ? Anh bỏ cô thật sao? Nếu đó là sự thật, thì cô đã lãng phí thanh xuân trong 5 năm trời. Cô để người ta chờ đợi hơn 2 năm để nhận ra rằng người bội bạc ấy cô đã chờ đợi là vô nghĩa. Hoa quyết tâm viết một tâm thư xem như là lần cuối cô gửi cho anh. Nếu anh không hồi thư, thì cô sẽ đồng ý lên xe Hoa cùng với Vũ. Em không biết anh đã quên em từ khi nào. Em không biết mình chờ đợi anh có vô nghĩa hay không. Đã 5 năm rồi, em phải sống trong mong đợi. Em nghĩ mình nên sống cho riêng mình. Nếu anh đọc được lá thư này, thì em hy vọng anh sẽ trở về. Nếu không, em sẽ lên xe Hoa về nhà chồng. Em chờ hồi đáp của anh. Anh bốn vẫn không nhận được tấm thư nào cả, mặc dù anh đã gửi cả 100 bức, nhưng chưa bức nào về tay Hoa, và anh cũng không biết rằng cả 1000 bức Hoa gửi anh chưa hề nhận được. Anh suy nghĩ có phải Hoa đã lấy chồng ư? Cô ấy sẽ không chờ mình lâu như thế đâu. Một tuần sau, Hoa đồng ý với Vũ. Hai người cũng không cần tìm hiểu nhau, vì thời gian qua đã quá đủ để hiểu tính cách của nhau rồi. Trước ngày cưới vài ngày, Hoa có gửi tiếp cho bốn một bức thư cuối cùng nói rằng cô sẽ đi lấy chồng. Bên kia, bốn lỡ làm mất đi một xe gỗ của chủ và bị hắn ta đánh đập, giam vào một khu nhà nhỏ. Cơm không cho ăn, nước không cho uống, hắn muốn để cho bốn chịu gian nan đau khổ và sẽ chết dần trong gian phòng ấy. Hắn còn ác hơn khi lá thư cuối cùng này hắn lại đưa đến cho bốn. Anh nghe là Hoa gửi thì mừng rỡ mà mở ra đọc. Anh cảm thấy mọi vết thương trên người mình như lành lại và không còn đau đớn nữa. Nhưng khi anh mở thư ra, thì hình ảnh của Hoa và một người đàn ông hiện ra. Hoa mặc chiếc váy trắng cô dâu mà cô đã ao ước, nhưng người đứng bên cô không phải là anh, mà là người đàn ông khác. Anh quá bội bạc, tôi sẽ lấy người đàn ông tôi yêu thương. Tôi không cần anh, bốn đọc hai dòng chữ ấy mà tim anh thắt lại. Tim anh bỗng đau nhói, và cảm giác khắp người tràn về từng cơn đau dữ dội. Nội tạng anh dường như đã bị thương rất nặng, và anh ôm lấy bụng mình, mặt mũi nhăn nhó, đau đớn. Nỗi đau thể xác này anh rất đau, nhưng nó không bằng từng mũi dao đang rạch lấy tim anh từng đợt, làm nó nát bươm và dường như vỡ nát. Anh bốn ngã lăn ra mà thở dốc vài hơi, và rồi anh chút hơi thở cuối cùng nơi phòng giam lạnh lẽo ấy. Trước khi chết, tay anh bóp chặt tấm hình cưới ấy, và mắt anh trợn tròn, miệng há hốc chết trong một sự cô độc, một cái chết lạnh lẽo và đầy sự hận thù. Sẽ có lúc anh về mà đòi lại mọi thứ đáng lẽ thuộc về anh. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi anh ra đi mãi mãi. Đêm nay là đêm động phòng của Hoa và Vũ. Anh nhìn vợ mà hỏi thật lòng câu hỏi trong lòng. Em đến với anh có phải vì sự thương hại không? Hoa do dự vì thật lòng trong thâm tâm, chị luôn nghĩ đến bốn. Nhưng có lẽ anh ta đã phụ chị, nên bằng tất cả lý trí, cô đã đáp lại Vũ. Không, đó sẽ là một tình yêu. Vũ mỉm cười, tình cảm anh dành cho chị là vô bờ bến. Hai vợ chồng chuyển lên tỉnh ở, hai người vẫn còn đang ở nhà bố mẹ chồng. Vì tính chất công việc, anh Vũ không muốn để vợ ở một mình, nên để chị ở với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng cũng rất thương chị Hoa, hai ông bà sống rất tình cảm và thoải mái. Chị Hoa được ông bà cho đi học may tại nhà, kiếm thêm đồng ra vào để tích góp với chồng. Mặc dù ông bà rất khá giả, nhưng vẫn muốn chị Hoa có cái nghề như người ta. Thời gian cứ thế trôi qua, anh chị vài tháng lại về thăm thị xã một lần. Mọi người ở dưới quê cũng như ở trên tỉnh đều giục anh chị nhanh chóng sinh con cái vì tuổi cũng đang lớn dần. Anh chị chỉ biết gật đầu mà cười cho qua vì đã 2-3 năm trôi qua mà chị Hoa vẫn chưa có con. Anh Vũ thương vợ, nên thường động viên vợ mình. Anh nghĩ sẽ có thôi, nên anh chị cứ thoải mái, rồi sẽ có con. Nhưng linh tính của chị mách bảo mọi chuyện không thể đơn giản như thế được. Chị cảm giác có điều gì đó lạ lắm. Cứ mỗi lần hai anh chị gần nhau đến ngày chứng dụng, thì hết chị với anh đều xảy ra chuyện. Nếu anh không đau bụng, thì chị cũng bị chuột rút chân tay. Còn những ngày khác thì bình thường.
hoặc là có những đêm anh chị chuẩn bị kỹ để ra trận, thì anh lại có việc này việc kia mà phải rời nhà. Chị không dám kể cho anh nghe vì chị nghĩ anh sẽ không tin, vì đây không phải như ở quê mà tin vào những điều tâm linh ấy. Hôm nay, chị và anh Vũ cũng về quê để giỗ cho cụ nhà chị. Sau khi ăn giỗ, anh chị ở lại chơi thêm một ngày nữa. Rồi sáng mai lên xe về nhà, chị Hoa cùng chồng và bố mẹ sang thăm nhà bố mẹ anh Bốn vì có tin mẹ của anh đang lâm bệnh nặng. Mọi người đang an ủi, động viên mẹ anh Bốn thì một chiếc xe đạp dừng lại trước nhà bố mẹ anh Bốn. Nếu ngày ấy chị vẫn kiên nhẫn đợi anh mà không nghe theo lời ai nói, thì giờ có lẽ anh đã về với chị. Anh Vũ khuyên chị rất nhiều và chỉ cho chị đâu mới là cuộc sống trước mắt. Nên chị cũng đỡ đi được phần nào dày vò suy nghĩ. Sau vài tháng, anh chị dẫn nhau đến bệnh viện sản để khám tổng quát. Hai anh chị muốn khám xem mình có mắc bệnh gì không và sẽ điều trị để sớm có con. Hai anh chị khám xong và ra về, đợi kết quả. Hoa, em ở đây nhé, để anh vào cảm ơn bác sĩ một chút. Chị Hoa đồng ý và anh Vũ cũng rời đi. Chị đứng trước cổng bệnh viện, đợi anh Vũ, nhìn qua bên đường nơi có một cái cây lọc vừng rất lớn. Chị mới nhìn lên tán cây thì giật mình, làm rơi cả cái túi xách trên tay. Vì chính mắt chị thấy một bóng dáng của một người đàn ông nhồi trên tán cây mà nhìn chị. Bóng dáng ấy là anh Bốn. Anh ta mặc cái áo lao động màu xanh và cái quần tây đen cũ kỹ, ngồi vắt vẻo trên tán cây mà nhìn chị. Mặt anh ta đen nhẻm, đôi mắt thì trắng dã mà ngó xuống chị. Lúc chị đánh rơi cái túi xách xuống thì anh ta cũng biến mất. Chị ơi, đồ trong túi chị rớt ra kìa. Một em gái đi qua nhắc nhở Hoa, khiến chị bừng tỉnh, cúi xuống nhặt đồ bỏ vào túi rồi cảm ơn em gái ấy. Chị bùn rùn chân tay, ngồi xuống chiếc ghế đá mà lau mồ hôi. Chả lẽ chị vẫn còn bị ám ảnh tâm lý sao? Anh Bốn đã chết rồi mà. Chị ngơ ngẩn suy nghĩ mà không biết anh Vũ gọi chị lên xe về. Mãi đến khi anh Vũ phải lay vai chị thì chị mới choàng tỉnh, lên xe về. Anh có hỏi chị, nhưng chị chỉ bảo là mệt cho qua, chứ không nói thật với anh. Chị Hoa cảm thấy lo lắng thật sự và lén anh Vũ đi xem thầy. Chị được vài người là vợ của bạn anh Vũ dẫn đi đến nhà thầy để xem bói. Vì anh Vũ là đội trưởng, là sếp của một số chồng của các chị em gái, nên mọi người cũng kính nể và giúp đỡ chị Hoa. Vài người cùng dẫn nhau đến nhà thầy. Bà thầy ngồi trên bệ cao, đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Rồi bà chỉ tay về phía chị Hoa và bảo, cô gái ấy lên đây, tôi xem trước cho. Chị Hoa bỡ ngỡ vì là lần đầu, nhưng đã được các chị em dặn trước. Khi bước lên bệ cao cùng thầy vào trong một gian nhà bên trong, chị cũng đặt lên đĩa một phong bì. Bà thầy nhìn phong bì khá đầy, nhếch miệng cười và nói, 3 năm nay vợ chồng con vẫn chưa có con, phải không? Chị Hoa giật mình, chắp tay nói, dạ đúng, thầy giỏi quá. Chúng con lấy nhau đã được 3 năm mà vẫn chưa đón tin vui. Bà thầy đưa tay bấm đốt ngón tay, nói ra tuổi và năm sinh của hai vợ chồng, khiến chị Hoa bất ngờ, không hiểu sao bà lại biết. Bà bảo hai vợ chồng rất hợp nhau, nếu không bị phá thì đã có con rồi. Chị Hoa chưa hiểu rõ nên hỏi lại. Bà thầy mỉm cười đáp, ta nghĩ cái vong theo con chắc hẳn có quan hệ với con. Nó cứ khư khư theo con mà nhìn dõi theo con thế kia. Chị Hoa kể lại chuyện đã thấy trước cửa bệnh viện cho bà thầy nghe. Rồi kể hết mọi chuyện, bà thầy gật đầu, đưa cho chị 2 lá bùa. Một lá bà bảo đốt rồi hòa với nước gừng cho chồng uống. Lá kia chị mang bên người, tối ngủ bỏ dưới gối, đi đâu cũng phải mang theo để không bị vong theo. Bà còn bảo sớm có con thôi. Chị Hoa cầm lá bùa, nghĩ về chuyện từ khi về nhà chồng, anh Bốn luôn đi theo và không muốn anh chị có con. Chị cảm ơn bà thầy rồi rời đi. Bà thầy cầm phong bì, mở ra, mắt sáng rỡ, lẩm bẩm, dày quá, quả này ăn đậm rồi. Chị Hoa về nhà làm theo lời bà thầy, và thật sự sau 2 tháng thì có tin vui. Anh Vũ và hai bên gia đình mừng rỡ khi biết chị đã có thai. Anh Vũ nghỉ một ngày để đưa chị đi khám và đi chơi. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, vài ngày sau, khi đang ở cơ quan, anh Vũ phải chạy về gấp khi bố mẹ anh báo tin chị Hoa trượt chân trong nhà tắm và sảy thai. Anh Vũ buồn thiu vì đứa con mà anh chị mong đợi đã rời bỏ anh chị ra đi. Tuy vậy, anh lo lắng cho sức khỏe của chị, cố gắng an ủi rằng họ sẽ sớm có bé khác, và anh hứa sẽ luôn ở bên chăm sóc cho chị. Phần về chị Hoa, chị vẫn nhớ như in cái đêm ấy. Lúc gần sáng, chị đang ngủ trên tầng trên thì buồn vệ sinh nên xuống nhà tắm.
không hiểu vì sao chỗ chị đi qua lại có xà phòng vương vãi, khiến chị trượt chân và ngã sảy thai. Trong lúc đau đớn, chị cảm nhận rõ ràng rằng thay vì đầu chị đập vào thành tường ngăn giữa nhà tắm và nhà vệ sinh, có bàn tay ai đó đã đỡ chị, không cho đầu chị va chạm, dù toàn thân chị đã ngửa ra sau. Chị chỉ kịp kêu gọi bố mẹ rồi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Sau khi từ bệnh viện về nhà, tinh thần chị hoa sa sút hẳn. Chị như nằm liệt giường, buồn rầu vô cùng. Anh Vũ phải giảm bớt nhiều công việc để có thể ở bên cạnh và an ủi chị. Bố mẹ chồng cũng muốn để anh chị thoải mái nên đã về quê chơi ít hôm, tạo không gian riêng cho hai vợ chồng. Chị Hoa nằm đó, nhớ thương đứa con của mình, cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều. Chị ước thời gian có thể quay lại để chị có thể cẩn thận hơn và sự việc sẽ không xảy ra như thế. Sau vài tháng, tinh thần chị dần tốt lên, chị phấn chấn hơn và anh Vũ cũng phải trở lại công việc. Chị Hoa lại mang thai. Lần này, anh Vũ quyết định bỏ hết công việc, tạm nghỉ để ở nhà chăm sóc cho chị. Anh luôn kề cận bên chị, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Chị Hoa cũng vui vẻ hẳn lên, chăm sóc rất tốt cho đứa con trong bụng. Nhưng nếu mọi chuyện cứ như vậy thì sẽ quá hạnh phúc. Khi thai được 5 tháng, một đêm anh chị ngủ trên tầng trên. Đêm ấy, chị Hoa khát nước và tỉnh dậy, nhưng bình nước trên tầng đã hết. Anh Vũ, sau khi uống vài ly với bạn bè đến chúc mừng anh sắp làm bố, đã say bí tỉ và ngủ say như chết. Chị Hoa đành phải lết xuống tầng để kiếm nước uống. Chị đứng trên bậc cao nhìn xuống từng bậc thang mà ngán ngẩm vì cái bụng ngày càng to, khiến cả người chị nặng nề. Tiếng con chó bên ngoài cứ sủa từng tiếng làm chị Hoa tò mò. Chị định gọi bố mẹ chồng dậy nhưng nghĩ chỉ là con chó sủa, làm vậy thì phiền ông bà, nên chị lẳng lặng đi xuống. Đi được vài bậc, chị dừng lại vì dường như cảm nhận được có ai đó thổi hơi vào gáy mình. Đúng, đó không phải gió, mà là hơi thở của ai đó. Chị Hoa đưa tay sờ gáy thì cảm thấy người lạnh ngắt, sống lưng lạnh buốt khiến chị rùng mình. Chị Hoa tiếp tục bước xuống thì ầm một tiếng. Chị như bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh, ngã nhào xuống đất qua cả chục bậc thang, đau đớn hét lên. Chị bất tỉnh, nằm trên nền đất, bố mẹ chồng bật đèn, chạy ra thì hét lớn khi thấy chị Hoa nằm đó, máu chảy rất nhiều và một sinh linh bé nhỏ cũng ra đi. Chị Hoa được chuyển nhanh đến bệnh viện, anh Vũ dù chưa hết hơi men cũng phải tỉnh táo mà chạy vào. Anh ngồi trước ghế chờ, nước mắt chảy ròng ròng, tự trách, tại anh mà ra. Mọi người nhà chị Hoa đi hết, chỉ còn con mực nằm canh cửa. Con mực đang ngủ thì nghe tiếng bước chân. Nó chồm dậy, thấy cái bóng thập thò trước cổng thì gầm lên, sủa vang. Nhưng khi cái bóng đi xuyên qua cánh cổng vào nhà, con mực cụp đuôi, chui vào góc, chỉ rên ư ử vài tiếng. Nó im lặng, để mặc cái bóng xa lạ bước vào nhà. Cái bóng của một người đàn ông mặc chiếc áo xanh dài tay rách nát, quần tây bẩn thỉu, dần bước lên tầng trên mà không phát ra tiếng bước chân. Có lẽ không ai có thể nghe được ngoài con mực. Cái bóng đi xuyên qua cửa phòng của chị Hoa và anh Vũ, dừng lại trước giường chị rồi ngồi xuống. Tay của cái bóng vuốt lên chiếc gối của chị Hoa, cúi đầu hít hà mùi hương còn lại và khẽ nói, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, nhưng em lại phản bội anh. Bờ vai cái bóng khẽ run lên, khóc sao? Hắn ta đang khóc sao? Đúng, hai khóe mắt rỉ ra hai dòng lệ đỏ, nhìn thật đáng thương. Khi không còn ai ở nhà, cái bóng thường xuyên đến làm như thế và bật khóc. Cái bóng ấy là hồn ma của anh Bốn. Anh mất trong cô độc, oan hồn không siêu thoát. Anh chỉ biết quanh quẩn nơi đây, giúp người bạn mình thoát khỏi vùng đất ấy và theo cho cốt trở về Việt Nam. Hồn anh Bốn nhìn lên bức tường nơi treo tấm ảnh cưới của anh Vũ và chị Hoa. Anh gầm lên, ánh mắt đỏ lòm, rồi trên tấm hình cũng rỉ máu, sau đó biến mất. Chị Hoa tỉnh lại, ôm mặt khóc nức nở, chị biết con mình đã mất. Đó là đứa con trai mà hai vợ chồng đã mong chờ. Trong một đêm, đứa bé đã ra đi, làm sao một người mẹ như chị có thể chịu đựng được. Anh Vũ là người đàn ông tốt, anh an ủi chị rất nhiều, chăm sóc chị chu đáo. Đêm hôm đó, mẹ chồng Hoa ở lại để Vũ về nhà ngủ. Bà ngồi nói chuyện với Hoa về chuyện đã xảy ra, bảo con dâu đừng buồn nữa. Một bà khác, chăm bệnh cho con gái mình, nghe câu chuyện, liền mò sang nói, chị ơi, em bảo thật, cháu chị bị bắt rồi đấy. Mẹ chồng Hoa ngạc nhiên hỏi lại, ý chị là sao? Người đàn bà ấy giải thích, là thằng bé đầu bị sảy về bắt thằng em đi theo đấy mà. Mình nói thật sao?
Mẹ chồng Hoa lo lắng hỏi lại. Người đàn bà khẳng định mình nói thật và bày cách đưa chị Hoa về nơi khác sống cho đến khi có đứa con khác. Bé nó cứng cáp rồi hẵng về nhà. Mẹ chồng Hoa vốn không mê tín, nhưng thấy lời khuyên hợp lý, đã bàn với anh Vũ. Anh Vũ suy nghĩ, thấy nên đổi không khí cho vợ, nên sau khi xuất viện, anh đưa chị Hoa về quê nghỉ ngơi. Đúng là về quê thì tâm tình chị Hoa cũng phấn chấn lên rất nhiều. Chị vẫn sang bên nhà anh Bốn và thắp cho anh ấy nén nhang. Tấm ảnh trên bàn thờ gợi cho chị nhớ đến anh rất nhiều. Cũng chính tấm hình này anh đã đưa cho chị trước lúc anh đi làm và có thể đó là kỷ vật cuối cùng anh tặng cho chị. Chị Hoa cúi đầu trước di ảnh của anh Bốn, nhưng chị đâu có biết rằng tấm ảnh ấy đang có sự biến đổi khi miệng của anh Bốn nhếch lên, cười đều nhìn chị. Chị Hoa cắm cây hương vào bát thì cây hương tự nhiên cháy dữ dội và cháy hết sạch, chỉ còn lại chân hương. Chị hoảng sợ, lùi lại vài bước, nhìn lên bàn thờ anh Bốn mà da gà, da vịt nổi lên, rợn tóc gáy. May mắn là bố mẹ anh Bốn cũng ở gần đó nên chị không quá hoảng sợ mà bỏ chạy. Chị nhanh chóng tiến đến, ngồi xuống bắt chuyện với hai bác. Không gian yên tĩnh khi mọi người trong nhà nhắc đến anh Bốn. Tấm ảnh thờ trên bàn thờ cũng đổ sấp xuống, vỡ cả mặt kính, khiến mẹ anh Bốn phải than khóc, kêu con trai hãy yên nghỉ nơi chín suối, đừng nặng lòng quá. Chị Hoa cũng biết rằng sự hiện diện của chị không tốt cho anh, nên chị rời đi. Nhưng chị đâu biết, anh luôn dõi theo từng ly từng bước của chị, khiến chị luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó luôn dõi theo từ phía sau. Dù tâm hồn thanh thản, tinh thần thoải mái, ít lâu sau chị lại có em bé. Lần này chị phải ở nhà và không được bước chân ra ngoài, mọi việc chị làm đều phải có người đi cùng. Đêm ấy, khi đang ngủ cùng chồng trong gian nhà bên, chị nghe bên cửa sổ có tiếng ai đó gọi mình ra giết. Hoa ơi! Hoa ơi! Sao em bội bạc thế? Chị Hoa không tài nào ngủ được khi tiếng gọi thê lương ấy cứ vang lên bên tai. Chị quay sang anh Vũ và ôm chặt lấy anh, nhưng tiếng gọi lại vang lên, Hoa, em sẽ chẳng bao giờ có con được đâu. Chị Hoa nghe vậy thì hoảng sợ và bật khóc, chả lẽ đó là anh Bốn, anh ấy đã về bắt đi hai đứa con của mình sao? Anh ta ác độc đến vậy sao? Hoa, rồi cả thằng chồng em cũng sẽ không thể nào có con được. Chị Hoa giật mình, run bần bật khi giọng than thở thê lương trở nên hung ác và kinh dị đến vậy. Chị liền gọi anh Vũ dậy và kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Tuy anh không mấy tin về tâm linh vì anh làm việc cho đảng và nhà nước, nhưng anh cũng suy nghĩ rất nhiều và kể lại cho chị Hoa nghe vài lần anh đã thấy điều kỳ lạ. Anh Vũ kể, có những đêm canh cho chị Hoa ngủ, anh cảm thấy căn phòng rất lạnh lẽo, dù là mùa hè oi bức nhưng nhiệt độ trong phòng lại lạnh buốt. Anh cũng hút nhanh một điếu thuốc rồi đi ngủ, dù bình thường anh không hút vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. Nhưng nay lạnh quá nên anh mới hút. Anh có thói quen nhìn xuống cổng nhà xem đã khóa chưa trước khi ngủ. Lần này, anh giật mình khi thấy một người đàn ông đầu đầy máu. Thoát ẩn thoát hiện dưới cổng nhà, được ánh trăng sáng soi rõ. Người ấy đứng đó, nhưng con chó mực nhà anh thì nằm yên trong góc. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ kinh dị, vì chỉ có như vậy con mực mới sợ và cụp đuôi nằm im. Anh Vũ cũng nhanh chóng đi ngủ để quên đi người đàn ông ấy. Từ ngày ấy, nửa đêm anh thường bị kéo chân hoặc có ai đó tát mạnh vào mặt anh đau rát. Anh nghĩ mình ngủ mơ nên mặc kệ. Cho đến hôm anh từ viện về nhà, ngủ một đêm thì bị bóng đè. Anh Vũ kể lại rằng, anh bị một người đàn ông mặt mũi tái xanh và đầy máu đè lên người. Anh la hét trong tâm trí nhưng tay chân cứng ngắc, họng như bị nghẹn. Thả tao ra, thả ra, mày là ai? Cái bóng người đàn ông ấy chỉ cười hà hà, không trả lời. Nó đè lên người anh Vũ và bóp chặt cổ anh khiến anh nghẹt thở, không thể chống cự. Anh cố đưa tay lên nhưng vẫn không thể làm gì được. Cái bóng buông tay ra, rít lên, vì mày, tất cả là vì mày mà tao mất mọi thứ. Tại sao Hoa lại lấy mày, mày thật đáng ghét. Nó rít lên rồi biến mất, để lại anh Vũ đang thở hổn hển, mệt nhoài người nằm đó. Anh Vũ kể rằng chị Hoa nằm bên cạnh cũng run sợ. Thế là đêm ấy hai vợ chồng mất ngủ, đến sáng mới chợp mắt được một chút. Hai anh chị được ông bà Bảy dẫn đi tìm một ông thầy nổi tiếng ở dưới quê. Thầy nghe hết mọi chuyện và bảo, nó bắt con của anh chị là để trả thù, nếu muốn mọi chuyện chấm dứt. Nó bắt con của anh chị là để trả thù, nếu muốn mọi chuyện chấm dứt chỉ còn cách làm sáng tỏ, để cho nó biết là chị Hoa đây không phải người tệ bạc như thế. Bà Bảy hỏi, thế thầy không giúp được gia đình con sao? Con đã mất hai đứa cháu rồi,
giờ còn đứa trong bụng xin thầy thương giúp cho. Ông thầy chép miệng và bảo, tôi chỉ có thể trừ được mấy cái vong vất vưởng hay là mới mất thôi. Chứ cái thứ mà oán hận sâu thế thì tôi đây cũng bó tay. Chị Hoa à khóc mà than thở, thế thì con chết mất thầy ơi. Ông thầy gãi gãi đầu mà bảo, tôi không làm gì được nó. Nhà tôi có âm binh canh cửa, thế mà nãy nó đứng nhìn anh chị ngoài ấy âm binh tôi đến mà nó còn tấn công lại. Tôi không phải đối thủ mà. Nhưng thôi, anh chị cố gắng đi lên trên phía đồi bên kia mà tìm một sư thầy trên đó đấy, ông ấy giỏi lắm. Bà Bảy ngạc nhiên mà hỏi, sao con cũng là người ở đây mà phía núi ấy có ngôi chùa mà con không biết vậy? Ông thầy đáp, cao nhân thì làm sao mà dễ biết như thế. Ông ấy đã từng giúp tôi và tôi cũng một phần theo ông ấy làm sư phụ. Chỉ có những vấn đề nghiêm trọng như thế này thì thầy tôi mới ra tay thôi. Bà Bảy đáp, dạ vậy đội ơn thầy, thầy chỉ đường đi cho chúng con với ạ. Ông thầy bấm đốt ngón tay mà bảo, ngay trưa nay, đúng một giờ trưa rồi xuất phát. Nói rồi thầy đưa ra hai tấm bùa mà bảo, cái tấm vàng có chữ đen này thì khi đi đường gặp thấy điều gì kỳ lạ thì đem ra mà đốt. Thầy lại chỉ vào một tấm bùa khác mà bảo, còn cái tấm vàng chữ đỏ này thì để đối phó với nó. Nghe đến chữ nó thì ai cũng giật mình mà hoảng sợ. Anh Vũ hỏi, nó sẽ làm hại chúng con sao thầy? Ông thầy gật đầu mà nói tiếp, khi hai anh chị đi tìm người để giúp đỡ thì tôi nghĩ nó chả bỏ qua đâu, như tôi đây chả hạn. Nên cứ đề phòng cho kỹ. Thầy nhìn vợ chồng anh chị mà dặn dò, con đường ấy gặp nhiều nguy hiểm lắm, không phải thú rừng hay cướp bóc mà là quanh đấy toàn những hồn ma vất vưởng. Ai cũng mắt chữ O, miệng chữ A mà nhìn thầy. Thầy lại bảo, chỉ được đi bộ và chỉ có hai vợ chồng đi thôi. Bà Bảy nghe vậy thì bù lu mà nói to, không được thầy ơi, con Hoa nó bầu bị sao mà đi được, để con đi cho. Ông thầy nheo mày mà quát, bà có bị vong theo đâu mà đi, nếu muốn chấm dứt thì phải nghe theo tôi, chứ cái vong anh bốn này oán hận ngút trời rồi. Bà Bảy đành im lặng mà để thầy dặn dò thêm rồi ra về. Trước khi về thầy có đưa cho anh Vũ một cái gậy bằng gỗ đào và bảo, gậy gỗ đào này được khắc lên thân câu thần chú trừ ma quỷ, mai cậu đi thì mang theo. Anh chị cảm ơn thầy rối rít và biếu thầy chút trà nước, nhưng thầy không nhận bảo là dùng tiền ấy mà làm phúc cho người nghèo. Cứ cho đi anh chị sẽ được nhận lại, nên thấy ai khó khăn thì cứ giúp, đừng tham lam không có kết cục tốt đâu. Thầy lại nhìn đứa con trong bụng chị Hoa mà lại bấm đốt ngón tay tính toán rồi bảo, anh chị đi thì tìm thêm một người con gái tuổi Dần sẽ là người bảo vệ cho đứa con trong bụng chị. Nhớ đấy, phải là con gái tuổi Dần. Anh Vũ và chị Hoa cảm ơn thầy rồi ra về chuẩn bị cho trưa nay sẽ đi. Bà Bảy sốt ruột mà bảo, thôi hay đừng đi nữa hai đứa à, nguy hiểm lắm. Nhưng chị Hoa nhất định đi vì chị cũng muốn mọi chuyện dừng lại, nếu không được thì coi như chị liều một phen vậy. Bà Bảy dìm mãi mới được đứa cháu gái của bà, là chị Nhi. Nhi là tuổi Dần và đúng như lời thầy nói sẽ bảo vệ được cháu ngoại của bà. Đúng một giờ thì mọi người thu xếp mà lên đường. Theo như những gì thầy dặn thì con đường dẫn lên núi đi khoảng nửa ngày là đến. Cứ một đường thẳng thì sẽ đến nơi. Ba người cứ đi, qua một gốc cây bằng lăng to thì không gian như được bao phủ như một tầng sương mù mà mờ ảo, lạnh lẽo. Cũng may ai cũng chuẩn bị mặc áo ấm nên không rét. Ba người đứng nhìn con đường phía trước mờ ảo rồi quay lại nhìn phía sau, vẫn là đường nhỏ có những cây cỏ xanh mướt và ánh nắng mặt trời chiếu ấm áp. Còn phía trước như chuẩn bị đi vào nơi khác vậy. Âm u đớn đáng sợ. Anh Vũ nhắc nhở, thầy đã bảo trên đường đi nếu như cảm thấy có ai theo sau hoặc gọi tên cũng không được quay lại, đi theo anh. Chị Hoa xúc động mà trào nước mắt, chưa bao giờ chị thấy chồng chị mạnh mẽ và vững chắc đến thế. Chị Hoa thở dài mà mỉm cười mà bước theo anh. Anh Vũ cầm cây gậy gỗ mà đưa ra phía trước, tuy rằng âm u, lạnh buốt nhưng nhờ cây gậy nên đường đi cũng rất rõ. Chị Hoa, hình như bác Bảy gọi chúng mình ấy. Hay là anh chị quên gì để bác gọi lại lấy? Chị Hoa tim đập mạnh nhưng vẫn cố nói, không phải bác Bảy đâu, chị cũng nghe nhưng mà ở đây thì làm gì có bác Bảy. Bác đang ở nhà mà, thôi em cứ nắm tay chị mà đi nè. Nhi gật đầu mà như choàng tỉnh, cô bé cũng tiếp tục mà từng bước mà đi theo anh chị. Bỗng nhiên gậy gỗ của anh Vũ chạm trúng thứ gì đó cứng cứng. Anh Vũ nhìn xuống là một cái bia mộ, hồn vía anh như lên mây mà lặng im trong giây lát. Rồi anh suy nghĩ, mà anh cũng đã gặp, anh mất hai đứa con rồi thì giờ còn có việc gì đáng sợ mà làm anh đáng sợ nữa.
Anh Vũ kéo tay vợ và con bé Nhị đi né qua chỗ khác thì từ đằng sau có tiếng nói của một đứa con nít. Cô chú ơi, cô chú đi đâu đó? Mọi người đứng lại mà tim đập thình thịch. Thật là chỉ có hồn ma mới xuất hiện ở đây chứ trên con đường này thì làm gì có đứa con nít nào chứ. Ba người nháy nhau mà không quay lại để nhìn và sẽ tiếp tục đi tiếp. Nhưng tiếng nói lại vang lên một lần nữa. Cô chú đi đâu thế? Nhưng bây giờ tiếng nói nó phát ra từ đằng trước. Một đứa bé gái mặc cái đầm màu trắng với khuôn mặt trắng xanh mà nhìn mọi người. Anh Vũ định rút ra tấm bùa ra đốt thì chị Hoa ngăn lại và chị bảo. Con bé đang khóc. Anh Vũ nhìn nó và thấy đúng là nó đang khóc. Mặc dù biết nó không phải người nhưng anh cũng không lỡ tay mà hỏi. Sao cháu khóc? Con bé nghe vậy thì đưa hai tay lên dụi mắt mà nức nở. Con đói. Chị Hoa thấy nó khóc thì thương tình mà lấy ra cái bánh mì ngọt chị đã chuẩn bị. Con ăn đi. Tuy rằng không biết con bé ma ấy nó có ăn được không nhưng chị Hoa vẫn đưa cho con bé. Nó ngưng khóc và tiến lại gần. Ba người cảm nhận một làn gió lạnh buốt đang tiến đến chỗ mình mà rùng hết cả mình. Con bé nhận lấy tấm bánh mì mà cười tươi. Nó đưa lên mũi mà hít hà cái bánh mì ngọt thơm ngon. Rồi đưa lại cho chị Hoa. Ba người nhìn tấm bánh mì mà kinh ngạc khi tấm bánh mì mốc meo. Tỏa ra mùi ôi thiêu mà nhớt nhát. Chị Hoa vội buông luôn tấm bánh mì xuống đất mà cảm thấy cổ họng mình đang ứa ra nước bọt. Ngon lắm, con cảm ơn. Thì ra con bé nó ăn bánh mì bằng cách đấy, là mọi người cảm thấy nhận hết cả người. Cô chú đi đâu? Con bé nhỏ giọng nói the thé hỏi. Anh Vũ trả lời qua loa cho qua chuyện nhưng con bé dường như hiểu được chuyện mà nói tiếp. Cô chú tìm sư thầy chứ gì? Trên đường đi có nhiều nguy hiểm lắm, có gì gọi con trợ giúp. Con bé dứt lời cũng biến mất trong làn khói sương mù mà không tì vết. Ba người nhìn một lúc rồi cũng tiếp tục bước tiếp trên con đường vắng vẻ và sương mù ấy bao kín khắp người. Đi được một đoạn thì con bé Nhi reo lên. Tiền kìa anh chị ơi. Vũ và Hoa dừng lại mà nhìn xuống đất. Đúng là tiền, rất nhiều tiền nằm dưới đất. Bé Nhi định nhặt lên thì anh Vũ ngăn lại mà bảo. Thầy dặn là không được tham lam. Thôi chúng ta đi tiếp. Ba người bước đi thì đống tiền ấy hóa hết thành tiền âm phủ mà tự bốc cháy. Từ trong tán cây một bóng người bước ra mà nhìn theo ba người. Ánh mắt anh ta đỏ rực mà nhìn theo bóng ba người đang đi. Anh ơi, hình như mình đi lại con đường cũ đấy. Con bé Nhi tinh mắt mà nói với anh Vũ. Anh Vũ lấy con dao đã chuẩn bị mà chặt đi một cành cây sát đường và tiếp tục đi tiếp. Một lúc sau thì anh đứng người và phát hiện mình đã đi lại con đường ấy và cái cây bị chặt đi một cành lại xuất hiện trước mặt. Anh bắt đầu thấy hoảng sợ mà mồ hôi toát ra, chả lẽ là anh đã bị ma quỷ dẫn đường rồi. Anh Vũ lần này lấy ra tấm bùa mà đốt lên, tấm bùa tỏa ra mùi hương làm đầu óc mọi người tỉnh táo mà lại tiếp tục đi tiếp. Không còn trở lại con đường cũ ấy nữa nên ba người yên tâm mà đi tiếp. Anh Vũ nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ rồi thì sốt ruột lắm. Anh lo cho sức khỏe của chị Hoa mà chú ý quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ. Mọi người nhìn xa xa thì thấy thấp thoáng có cái bóng ai đó đang đi trước. Lại gặp ma nữa rồi. Con bé Nhi nói nhỏ rồi lại từng bước mà đi. Cái bóng dần hiện rõ mà cho mọi người thấy rõ là một ông lão đã đứng tuổi vì ông ta còng lưng đi đằng trước. Không ai dám lên tiếng mà cứ đi vì thấy ông ấy không có động tĩnh gì cả. Ông ta vẫn dẫn trước mọi người một khoảng cách dài. Mọi người đi thì ông ấy cũng đi. Dừng thì ông ấy cũng dừng. Anh Vũ định chạy nhanh lên mà xem ông ấy thế nào chứ nãy giờ anh tức dữ lắm. Nhưng chị Hoa ngưng lại và bảo chị mệt nên ngồi nghỉ lại một chút. Ba người lấy bánh mì và nước uống ra định dùng. Thì gió khổ khi tất cả bánh mì trong cái ba lô mà nãy giờ anh Vũ mang trên người nó hư hết. Khiến chị Hoa và con bé Nhi không kìm được mà phải chạy ra gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Mọi người chỉ đành uống nước lọc cho xong rồi lại tiếp tục đi tiếp. Ông lão ấy cũng không thấy nữa, ông ta cũng không còn đi trước mọi người nữa. Tiếp tục đi trên con đường đầy sương mù ấy mà ba người không xác định được nơi dừng chân. Lại nhìn cái đồng hồ trên tay, đã 4 giờ chiều rồi mà vẫn chưa đến nơi nên mọi người rất sốt ruột. Con bé Nhi nãy giờ nó cứ hỏi anh Vũ xem là mấy giờ rồi là sao đi lâu thế làm cho nó và mọi người thấm mệt. Nhưng đúng theo lời thầy dặn thì phải mất cả buổi mới tới được nhà sư thầy. Đi được một đoạn khá xa thì cái ông lão lưng còng ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này ông lão ấy lại đi chậm chậm dường như là đợi mọi người theo kịp vậy. Anh Vũ quay sang nhìn chị Hoa và bé Nhị để hỏi xem là có đi tiếp không. Chị Hoa rất sợ nhưng vì đứa con trong bụng nên chị hít sâu một hơi rồi nắm tay hai người mà bước tiếp với ý định là sẽ đi qua khỏi ông lão ấy.
Nhưng đột nhiên ông lão ấy quay lại làm mọi người giật mình mà ôm chặt lấy nhau. Con bé Nhi theo phản xạ mà hét lên thì bị anh Vũ bịt miệng lại vì sợ hồn vía nó sẽ bị bắt. Hồn vía con người theo như thầy đã nói là phát ra từ miệng. Nếu chỉ cần la lớn thì từ ấy ma nó sẽ rút mất phần hồn. Nặng là đi theo nó, còn nhẹ hơn thì ngơ ngơ dại dại đáng thương lắm. Nhưng khi mọi người nhìn lại thì thấy ông lão ấy có vẻ mặt bình thường. Chỉ là khuôn mặt rất nhăn nheo vì ông đã khá lớn tuổi. Ông lão nhìn ba người rồi lại nhìn phía sau lưng của ba người mà cất giọng. Các ngươi định dẫn quỷ đến đây sao? Mọi người chưa hiểu gì thì ông lão lại nói. Người đàn ông ấy đi theo các ngươi từ rất lâu rồi, làm sao mà không quay lại mà đuổi nó đi? Anh Vũ thấy ông lão có vẻ là người nên kể lại quá trình thầy đã dặn là không được quay lại phía sau kẻo nó bắt đi mất. Ông lão gật đầu mà hỏi. Thế các người đã gặp cháu gái ta chưa? Anh Vũ, chị Hoa cùng bé Nhị ngạc nhiên. Chả lẽ cháu gái của ông lão lạc ở đây sao? Thấy mọi người như chưa hiểu, ông lão nói tiếp. Theo ta về nhà, mọi người nghe vậy thì suy nghĩ trong đầu lóe lên. Tưởng ấy là sư thầy hay người nào ấy có quan hệ với sư thầy nên mừng rỡ mà đi theo. Nhưng đi được một quãng thì anh Vũ bất giác dừng lại, vì ông ta đang lướt đi mà chân không chạm đất. Mặc dù có một tầng sương mù bao phủ dưới đất nhưng nhìn kỹ, có thể thấy là chân lão ta không hề chạm đất. Ông là... Cái bóng lưng còng ấy dừng lại và quay mặt lại, thì ôi cha mẹ ơi! Con mắt ông ta phun ra những tia máu đỏ thẫm, cùng với con ngươi đang đảo liên hồi mà nhìn mọi người. Ông ta khẽ đưa tay về phía anh Vũ mà cất cái giọng the thé. Về nhà với ta, người anh Vũ như bị dòng điện chạy qua, khi cái miệng không còn răng của ông ta đang móm mém mà cười với anh. Anh đưa cây gỗ đào ra mà quét về người ông lão. Gậy gỗ như gặp lửa mà kêu lên tiếng xèo xèo, bốc khói. Ông lão cũng kêu lên đau đớn rồi lùi lại. Một giọng con nít vang lên. Ông ơi, họ cho cháu ăn bánh, họ là người tốt đấy. Ông lão nhìn lên trên cành cây gần ấy mà thét lên. Nhưng chúng nó dẫn quỷ đến đây định chiếm chỗ ông cháu mình mà. Cô bé gái lúc nãy từ trên cành cây mà nhảy tọt xuống. Cô tiến lại gần ông mà nỉ non. Họ đã kể cho ông mọi chuyện rồi, ông tha cho họ đi. Ông lão nhìn cháu gái mình năn nỉ thì khẽ gật đầu mà nói với anh Vũ. Cậu tìm thầy thì tôi sẽ giúp cậu, nhưng con quỷ đằng sau kia dường như không muốn tha cho mọi người thì phải. Chị Hoa bật khóc mà nài xin ông lão giúp chị, giúp con của chị. Ông lão nhìn chằm chằm hồn ma anh bốn, luôn đi theo mọi người từ nhà đến bây giờ. Cậu chết rồi oán niệm nặng thế làm gì nữa? Anh bốn trợn tròn đôi mắt trắng dã lên mà quát, kẻ bội bạc thì phải trả giá. Ông lão lắc đầu nhìn ba người mà đáp, lão không phải đối thủ của hắn ta. Chị Hoa nghe vậy thì quay phách người lại, chị biết mình sẽ đối đầu với thứ gì, dù đã có chuẩn bị nhưng chị vẫn bị giật mình mà như điếng người, khi nhìn thấy anh bốn trong bộ quần áo lao động rách nát và mặt anh ấy đầy vết thương, máu trên đầu đang ứa ra như suối nước. Nước mắt chị lăn dài mà cất tiếng nói, lúc này anh Vũ cũng không màng lời thầy dặn dò mà quay lại nhìn phía sau. Anh tuy đã đụng độ với con ma ấy nhưng cũng giật mình mà đứng yên tại chỗ. Tôi xin anh đừng hại chúng tôi nữa. Khuôn mặt quỷ dữ, cười ngoác tận mang tai mà chỉ tay về phía bụng chị Hoa. Nó nữa là đứa thứ ba rồi. Anh đưa tay định tóm lấy bụng chị Hoa, thì bé Nhi vội lao đến mà tay cầm lá bùa đã được anh Vũ đưa. Mà dũng cảm đưa đến chỗ con quỷ. Ánh sáng của lá bùa tỏa ra làm hồn ma anh bốn che mặt mà gầm gừ. Mày là tuổi dần, mày là quý nhân phù trợ đứa bé ấy sao? Tuy bé Nhi lúc này cũng sợ đến lệ ngấn bờ mi, nhưng vì bảo vệ đứa bé vẫn dũng cảm nói. Đúng, đừng hòng hại đến cháu tôi. Con quỷ nhìn xung quanh người của bé Nhi tỏa ra một vầng sáng, còn sáng hơn cả tấm bùa thì có chút do dự mà dừng lại. Ông lão lúc này cùng cháu ông cũng lao lên định đánh đuổi con quỷ đi. Nhưng cả hai ông cháu đều bị con quỷ cào xé mà bỏ hồn phách vào miệng nhai ngấu nghiến. Ba người chứng kiến cảnh ấy thì đều chảy nước mắt, họ tiếc thương cho ông cháu đã hy sinh mong cứu được họ. Là ma cũng có ma xấu và ma tốt, không phải cứ là ma là xấu xa hết đâu. Con quỷ cười lên sằng sặc rồi tiến lại gần chỗ anh Vũ. Anh Vũ không có ai bảo vệ nên nó tiến lại được. Anh Vũ cầm cây gậy gỗ đào trong tay mà vuốt nhẹ cả cây gỗ rồi đọc lên câu chú ngữ mà thầy đã dạy cho mình. Những dòng chữ trên cây gỗ đào ấy hiện lên màu vàng đồng mà sáng rực. Tay anh Vũ run run mà quét đến con quỷ. Con quỷ không thèm quan tâm nhưng không ngờ thanh gỗ đào làm nó bị thương. Nó ôm lấy bụng mà gầm rú lên,
cầm lấy thanh gỗ mặc cho linh lực của thanh gỗ đang tỏa ra mà đốt cháy tay nó. Nó bẻ gập một cái mạnh làm thanh gỗ gãy làm đôi mà ánh sáng tắt lịm đi. Gậy gỗ ấy trở nên vô dụng mà rơi xuống đất. Anh Vũ vội chụp lấy tấm bùa trên tay Nhi mà đưa về phía nó, nhưng nó cũng cười lên sảng sặc, mà mặc cho tay nó đang dỉ máu vẫn vò nát tấm bùa mà thầy đã cho. Trong lúc này tối sầm lại và dường như ở bên ngoài cũng đã là buổi tối rồi. Chị Hoa cảm thấy đứa con trong bụng mình đang nhào lộn trong lòng mẹ, làm cho chị đau đớn phải ngồi xuống mà ôm bụng. Anh Vũ thét lên, bảo vệ chị Hoa và cháu. Con bé Nhi vội ngồi xuống mà ôm choàng lấy chị Hoa. Anh Vũ lúc này như một người khác, anh cũng gầm lên không thua gì con quỷ ấy. Anh lấy ra con dao mà lao thẳng về nó với ý nghĩ một là mày biến mất, hai là tao chết. Thì một lá bùa bay đến mà đánh vào ngực con quỷ làm nó ngã lăn trên mặt đất. Dừng lại. Chị Hoa ngồi đấy mà khóc nấc. Tôi làm gì có lỗi đến anh. Con quỷ cười lên sằng sặc mà chỉ tay vào anh Vũ mà nói, răng nó nghiến lại ken két. Cô lấy nó, cô phụ tôi, cô có với nó ba đứa con. Ngày cô mặc váy cưới cũng là lúc tôi đau đớn nhất. Cô bước về nhà chồng cũng là lúc tôi cô độc nhất. Cầm bức thư trên tay tôi uất hận mà chết. Tôi chết trong đau thương, trong cô độc mà có ai sót. Con người phụ tình như cô, hỏi có xứng đáng được một cuộc sống bình thường hay không? Con quỷ như kích thêm lòng hận thù, định lao đến mà lấy tính mạng chị Hoa. Nhưng thầy Doãn đã cho nó một chưởng mà lại ngã nhoài trên mặt đất. Thầy lấy ra chuỗi hạt mà tung đến phía con quỷ. Chuỗi hạt luồn vào cổ nó siết chặt làm nó đau đớn mà gào thét. Vết thương nơi bụng nó lúc nãy thì thầy làm phép đánh chúng đã thủng một lỗ to và một thứ chất sền sệt màu đen tanh tưởi tuôn ra đến khó ngửi. Thầy đứng trước mặt nó mà cất giọng đầy uy nghi. Theo ta về đền tội hay vĩnh viễn không được siêu thoát, người chọn đi. Con quỷ mắt đỏ hoe và vẻ mặt thống khổ nhưng vẫn đáp trả. Ta không cần, ta phải bóp chết con người bội bạc ấy. Chị Hoa khóc hết nước mắt, đứng dậy nhìn con quỷ là linh hồn của anh Bốn mà nói. Anh bảo là tôi bội bạc với anh bảo vì tôi mà anh chết trong cô độc sao? Thế thanh xuân của tôi chờ anh thế nào đây? Ngày anh đi tôi hứa tôi sẽ chờ anh, nhưng anh không hề đánh thư về cho tôi lấy một chữ. Tôi gửi cả trăm thư anh không thèm đọc, khi bố tôi nguy hiểm không có anh bên cạnh thì ai là người an ủi tôi? Ai động viên giúp đỡ tôi đây? Anh nghĩ thử xem, nếu tôi bội bạc anh thì 5 năm trời, tôi chờ anh làm gì cho hao phí tuổi xuân? Tôi đợi anh về, mà anh không về, mọi người bảo là tôi ngu, tôi dốt bị anh bỏ lấy vợ giàu sang bên ấy. Miệng con quỷ là anh Bốn bỗng thốt lên một chữ không, khi nghe Hoa nói mình có vợ giàu sang bên ấy. Anh vẫn miệt mài làm để có tiền cho bố mẹ trả nợ và để về cưới em, Hoa à. Nhưng em, lần đầu tiên thầy Doãn thấy một con quỷ rơi nước mắt là những giọt nước mắt từ tận đáy lòng của nó. Chị Hoa đầy đau thương. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa lấy chồng trước. Xin lỗi anh vì tôi đã để anh ra đi trong cô độc. Nhưng tôi xin anh bắt đi hai đứa con của tôi rồi thì anh hãy tha cho đứa bé này. Nó không có tội tình gì cả. Mọi chuyện gì tôi làm, tôi chịu. Chị Hoa quỳ xuống mà tạ lỗi. Con quỷ cũng gục xuống mà thốt lên vài câu. Hoa ơi, sai rồi, xin lỗi em và con em, xin lỗi anh Vũ, xin anh hãy chăm sóc cho Hoa. Kiếp này anh không có em Hoa ơi. Con quỷ không nói nữa mà tự bạo nổ hồn phách, mà biến thành những tinh phách bay lượn trên bầu trời rồi biến mất. Thầy Doãn cùng mọi người nhìn theo mà khóe mắt ươn ướt, một cuộc tình đầy đau thương và cô độc. Thầy Doãn mời mọi người đến nơi thầy đang tĩnh tâm. Chỉ có vài mét là đến mà mọi người không ai thấy nơi này. Thầy bảo muộn rồi, mai rồi về cũng được. Thầy đưa ra mâm cơm chay mời mọi người. Cả một buổi đói, nên dù hơi lạ nhưng mọi người vẫn ăn hết mâm cơm chay ấy. Sáng hôm sau, thầy bảo sẽ tiến mọi người về. Và con đường ấy về xuống phía chân núi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ đi bộ mà thôi. Thế mà hôm qua cả 3 người đi cả buổi mới tới. Thầy chỉ vào 2 ngôi mộ bảo đấy là mộ của 2 ông cháu mất, do ngày ấy bị cướp giết khi lên đồi hái lá thuốc cứu người. Mọi người thường thấy 2 ông cháu hiện về, nên lên dựng luôn bia mộ ở trên đồi và mời thầy gọi hồn 2 ông cháu về cái đồi này để ở, chứ đừng phá mọi người phía dưới chân núi. Tội nghiệp 2 ông cháu. Anh Vũ cảm ơn thầy rồi cùng chị Hoa và bé Nhi ra về. Vài tháng sau thì chị Hoa sinh hạ một bé trai kháu khỉnh và cuộc sống anh chị lại trở về êm đềm như mơ ước vậy. Chị Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ vu vơ, đôi lúc chị vẫn nghĩ về anh Bốn. Một mối tình từng là một thời thanh xuân của chị,
Không hiểu sao hồi ấy chị có thể đợi anh lâu như thế, và hình bóng của chàng trai ấy mãi khắc trong trái tim chị.